mới bàn giao VF3 được 2 ngày, các pháp sư Việt Nam đã độ xe lên một tầm cao mới. Đầu tiên không thể thiếu cho các chị em đó là cam lùi. Sau 2 ngày nghiên cứu, thợ kỹ thuật đã tích hợp thành công cam lùi vào màn hình zin của xe. Zin thôi thì đơn giản quá, các pháp sư còn tích hợp cả điều hướng đánh lái, vừa tiện ích lại vừa rất tiết kiệm, ưu tiên các chị em chỉ hơn 1 đồng thôi. Riêng hệ thống đèn dù đã là bi, nhưng bóng bên trong chỉ là bóng sợi đốt, ánh sáng không đủ an toàn. Giải pháp ở đây sẽ là nâng cấp một cặp bóng LED Vidlight L65 Pro bên trong. Chỉ thay bóng LED, không thay bi. Ánh sáng đã sáng hơn rất nhiều, quan trọng là lắp zin 100%. Combo cho các chị em đi thì chắc chắn phải có dán phim cách nhiệt rồi. Phía trước mặt ca lăng, độ LED Full V LED giống Lexus Concept. LED Full V đổi màu cho anh em. Đội thêm giá nóc để đồ cho anh em nào đam mê camping. Cá tính hơn nữa là ốp la răng bánh xe. Ngoài ra anh em có thể thay đèn đề bi ở cụm bằng đèn LED T10 đủ màu. Chị em nào thích đáng yêu thì có thể dán đề can cá nhân hóa hình Hello Kitty, Capybara dạo phố. Và nên lắp thêm cam hành trình để an toàn. Bản độ full xe vẫn đang dần hoàn thiện, nhớ đón chờ video sau trên kênh. Anh nào đã nhận xe hoặc sắp tới nhận xe muốn trang bị tiện ích thì liên hệ em nhé.